Hello, xin chào mọi người. Rất là lâu rồi mới gặp lại mọi người trong cái video ngày hôm nay. Mọi người ơi, trong hôm bữa giờ là công việc của em rất là nhiều, cũng như là mình kiểu như là mình lo sắp xếp rồi làm những thứ nó gọn gàng lại, cái bắt đầu cái những video của mình càng ngày càng ít dần. Nhưng mà hôm nay trở về sau, đối với tất cả các video của mỹ phẩm ba cứng thì luôn luôn là cập nhật mỗi ngày. Mỗi ngày em xin hứa là em sẽ lên một cái video để cho mọi người tìm hiểu về những cái dòng sản phẩm mà mấy chị đang cần, cũng như là làm sao để cải thiện da, cải thiện tóc, cải thiện về cái sắc đẹp của mình. Mình tuy cái vẻ bề ngoài của mình không xinh, nhưng bắt buộc là cái làn da rồi những thứ gì đó mà mình cũng được cải thiện, ví dụ như tóc bị sơ, hoặc là răng chưa trắng, hoặc là mắt kiểu như lông mi của chúng ta chưa dài, rồi kiểu làm thế nào để cho cải thiện về cái nội tiết tố của mình. Thì mỹ phẩm đắt cứng luôn chia sẻ về những cái kinh nghiệm cũng như là những cái sản phẩm rất là tốt đem đến cho người tiêu dùng rất là ok. Và ngày hôm nay lại đến với cái video này thì em muốn giới thiệu cho mọi người về cái dòng sản phẩm nước hoa Soscano. Đây là một dòng sản phẩm nước hoa rất là hot luôn, đảm bảo là tất cả những chị em phụ nữ nào á mà ngửi thấy cái mùi Soscano này á đều rất là mê. Đây mọi người, hiện tại là em đang gọi là sở hữu một cái em nước hoa Soscano này. Cái chai nó bằng nhung này như thế này nè mọi người đó. Thì mọi người thấy cái phiên bản này nó có khác biệt so với cái phiên bản cũ không ạ? Cái phiên bản này thì cái màu của nó sẽ cái màu của nó sẽ là cái màu nhung, và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này, cái thiết kế bao bì bên ngoài nó cũng có sự thay đổi lắm luôn nha mọi người. Cái mùi hương này lưu giữ rất là lâu, và đặc biệt ngày hôm nay em thông báo cho mọi người, khi mà xịt cái nước hoa này lên trên quần áo của mình ấy, thì cái kiểu như là cái mùi nó rất là thơm và nó lưu giữ trên quần áo mình rất là dai, dù mình có đi giặt đồ, đi phơi đồ đi nữa thì cái mùi hương đó vẫn bám trên cái quần áo của mình. Đây là một cái dòng sản phẩm nước hoa rất là quyến rũ, cũng như là làm cho chị em chúng ta cảm thấy là tự tin hơn, làm cho chúng ta cảm thấy là kiểu như thích thú hơn, cũng như là nó sẽ giảm đi những căng thẳng, những stress, cũng như là một cái kiểu như là mình thay đổi về cái mùi hương cuộc sống nha mọi người. Đây là dòng sản phẩm nước hoa mà bên em đang được phân phối, cũng như là đang được bán rất là chạy, cũng như là giá thành thì nó hơi đắt hơn so với những cái dòng sản phẩm nước hoa khác, nhưng mà gọi là đáng đồng tiền mọi người ơi. Mọi người hãy sử dụng cái nước hoa Sandal này để cho mọi người sẽ cảm nhận được cái mùi hương nó quyến rũ nè, gợi cảm nè, rồi mùi hương của nó kêu xa đến mức nào. Hãy liên hệ cho em qua số điện thoại là 0356 60 5677, hoặc là 0355 838 0575.